Theo Viber, tất cả các cuộc trò chuyện cá nhân và nhóm, bao gồm tin nhắn, cuộc gọi thoại và cuộc gọi video trên ứng dụng này, đều được mã hóa ở chế độ mặc định, không phải tùy chọn, vì thế không có bất kỳ ai có thể thấy, đọc và nghe chúng, ngay cả Viber. Khi gửi tin nhắn Viber, dù là trên máy tính xách tay hay điện thoại, dữ liệu đi từ thiết bị của người dùng đến thiết bị của người nhận dưới dạng mã ngẫu nhiên để chỉ có thể duy nhất một thiết bị của người nhận mới có thể giải mã. Khi tin nhắn đã được gửi, không có bất kỳ dữ liệu nào được lưu trữ trên máy chủ của Viber. Trong trường hợp thiết bị của người nhận đang ngoại tuyến, Viber chỉ lưu trữ tin nhắn đó dưới dạng đã được mã hóa mà vẫn an toàn và bảo mật cho đến khi thiết bị của họ kết nối mạng để có thể nhận được những gì người dùng gửi.